Hello anh em, đã quay trở lại với số hỏi đáp thứ 10 của kênh Alpha Computer. Chúng ta sẽ vào luôn câu hỏi đầu tiên của bạn Thành Linh. Em thấy trên thị trường có dòng RAM PNI XLR8 Epic Xsilver Burst 3600. Anh đánh giá sao về dòng này ạ? Thì đây là một cái loại dòng RAM mới được giới thiệu gần đây của PNI và đã được đưa về thị trường Việt Nam trong tháng 8 này. Thì anh cũng may mắn là anh được nhà phân phối gửi cho anh một kit test. Thì anh nhận thấy đây là một cái dòng RAM rất là có chất lượng. Lúc mà anh cắm để mặc định bật XMP 3600 ấy, thì cái read write copy nó rơi vào khoảng 55.000 MB/giây và độ cháy là khoảng 64 nano/giây. Tuy nhiên là đến lúc mà anh có ép xung và anh có tinh chỉnh một chút thì sau một thời gian thì anh thấy là cái hiệu suất nó lên đến khoảng 76.000 MB cho việc read, tức là đọc ấy, và khoảng 74.000 cho phần copy. Và độ trễ thì khi tinh chỉnh ngay sắp thăng minh ấy, thì nó cũng rơi vào khoảng 64 nano trên giây. Và quan trọng nhất là cái phần mà chip nhớ của cái RAM này, nó dùng IC Hynix DDR. Và đây là một cái dòng IC đang ở tier 1 ở trong thế giới IC và chất lượng rất là cao, cái khả năng ép xung tốt. Nếu bạn nào tìm kiếm được một cái dòng sản phẩm mà vừa có hiệu năng vừa có tính thẩm mỹ thì đây là một trong những lựa chọn cũng khá phù hợp. Nếu mà chúng ta xét trên cái mức giá khi mà so sánh với những cái dòng RAM khác thì anh đánh giá sao? Đây là một cái dòng RAM như anh nói là hiệu suất cao, giá phù hợp và có thể được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên cái nhược điểm mà anh thấy là cái nếu mà mọi người mà soi ký ấy, hoặc là về tính thẩm mỹ hoặc là thiết kế về thiết kế, nhiều người sẽ không thích. Tại vì là so với những các dòng như Trident Z ấy, thì rõ ràng là cái dòng PNLi này nó sẽ về tính cái cụm heat sink hay là các cái liên quan đến led nó sẽ không bằng. Nhưng tổng thể là sản phẩm này là anh đánh giá ok, khá ổn để có thể sử dụng trong thời gian dài. Tiếp với câu hỏi số 2 của bạn Hoạt PC, em thấy có 3 mẫu PSU CV750, TOF Gaming 750W và EZT C750 Brown. Anh có thể cho em biết lựa chọn những mẫu nào trong 3 mẫu trên? Thực ra đây là một những cái dòng nguồn tầm phân khúc tầm trung trong dòng 750W. Và đây là những dòng nguồn theo như anh nói là đều là có những dòng nguồn chất lượng trong phân khúc của nó. Tuy nhiên nếu mà xét trong cái câu hỏi của ba câu này thì dòng TUF 750W sẽ là dòng có chất lượng thiết kế linh kiện cao nhất. Tiếp tục đến đó là dòng C750 Brawl của NZXT và cuối cùng là CV750 của Corsair. Nếu trong hoàn cảnh của bạn thì hiệu năng là quan trọng thì bạn sẽ là lựa chọn TUF. Tuy nhiên là mình đề xuất là nên lựa chọn dòng C750 Brawl NZXT bởi vì C750 Brawl hiện tại là dòng semi-module cho trong ba dòng thì mọi người có tính thẩm mỹ cao hơn và hiệu năng rất tốt. Mức giá thì hiện tại C750 Brawl đang có mức giá khuyến mãi tại Alpha là khoảng 1,6 triệu. Tức là một cái mức giá rất hợp lý với một cái bộ nguồn có chất lượng và semi module. Có một điều nữa là đối với những bạn nào mà sử dụng card họa 3 cổng cấp nguồn 8 pin thì họ khuyến cáo là sử dụng nguồn 750W. Tuy nhiên thì với CV750 nó chỉ có 2 cổng cấp nguồn 8 pin thôi. Đây cũng là một điều mà anh em cần lưu ý, mặc dù giá là rẻ, cũng là một nguồn công suất thực nhưng quan trọng là cổng cấp nguồn. Đúng rồi. Anh em nên lưu ý trước khi mua nhé. Với câu hỏi số 3 của bạn Mận, anh em cho mình hỏi giữa RX 6600 và GTX 1660 Super thì em nào ngon hơn ạ? Nhu cầu của em là sử dụng Adobe, chán chán thì bắn Valorant hay là giả lập. Nói chung là nhắc Adobe thì mọi người hay nghĩ tới là Intel và Nvidia. Nhưng mà tuy nhiên thì giờ khác cái hơi Adobe và mọi người và cái hiệu năng như cái hồi câu hỏi của bạn Mận ấy, thì đương nhiên là chúng ta chọn RX 6600 rồi. Thì giá cả của hai sản phẩm này cũng không chênh lệch quá nhiều. Và nếu mà bạn xét cả hiệu năng chơi game hay là làm việc thì 6600 là lựa chọn rất hợp lý. Vì nói về hiệu năng trong gaming hoặc là Adobe ở một nhiều trường hợp ấy thì là xem GTX 2060. Bởi vì căn bản là Adobe đã đưa một phiên bản update lên. Ngày xưa thì chỉ có hai thôi, một là Intel, hai là Nvidia. Nhưng bây giờ thì thêm cả AMD cũng đã hỗ trợ trong đấy rồi. Thế nên chúng ta hoàn toàn thoải mái để có thể lựa chọn. Tất nhiên thì với cái nhu cầu của bạn chủ yếu liên quan đến làm việc nhiều hơn thì bạn nên lựa chọn những cái sản phẩm nó mang cái tính chất phù hợp nhất với công việc, thì RX 6600 cũng là một sản phẩm khá tốt để bạn có thể chọn mua. Căn bản là giá của những mẫu card họa bây giờ giảm nhanh quá, rất là thấp, giờ chắc có 50% so với ngày xưa thôi. Câu hỏi số 4 của bạn Nam Linh, VGA em check GPU Z có cái hotspot lên đến 95 độ vậy có sao không ạ? Câu hỏi này rất hay. Vì khi mà em đi giới thiệu các dòng RX 5000 series ấy, thì nó có cái dòng hotspot và có những lúc mà cái nhiệt độ lên đến gần 105 độ và thời điểm ấy cũng rất nhiều người hỏi. Tuy nhiên nói về mặt kỹ thuật ấy, thì
hiện tại là các cái VGA của AMD và NVIDIA VGA đời mới đều có 3 cái cảm biến nhiệt. Một là trên GPU, 2 trên VRAM và 3 trên Hotspot, tức là như anh vừa nói. Thế cái đồ cái điểm nóng thì với cảm biến nhiệt độ cho GPU thường là 85 độ trở về thì là an toàn. Thường nhá. Còn Hotspot thường theo khuyến cáo của một số nhà sản xuất như AMD là 110 độ. Và vì vậy cái nhiệt độ mà ở mức 95 độ cho Hotspot là hoàn toàn bình thường. Và ngoài ra nó còn phụ thuộc vào cái cơ chế tản nhiệt, cơ chế giải nhiệt của từng VGA cũng như cái hệ thống mà mình sử dụng. Khi mà với VGA thiết kế hai quạt hoặc một quạt hoặc cái khu vực các cụm heat sink nó không được tốt ấy, thì đương nhiên cái khu vực hotspot nó sẽ nóng hơn. Và khi mà lắp vào những cái hệ thống cây nó bị bí khí thì cái phần này nó nóng hơn nhiều. Do đó là mình cũng cần khi mà xem các cái chỉ số hotspot này thì chúng ta cũng nên chú ý về cái việc đối lưu cho hệ thống cũng như các cái VGA mình sử dụng. Căn bản bởi vì nhìn cái con số nó to quá, gần 100 độ, người dùng cơ bản thì họ cảm thấy sợ, nên bạn không cần phải lo lắng đâu. Hay là mình đã giải đáp cái vấn đề đấy cho bạn rồi. Với câu hỏi số 5 của bạn Văn Thành là khi sử dụng chế độ sleep trong Windows có nhiều tác hại hay không ạ? Chế độ sleep được phát minh như một tính năng tiết kiệm điện, nó được biết đến với nhiều cái tên, chủ yếu là sleep mode, standby mode hoặc là đơn giản là Supen. Đúng như tên gọi của nó, hay đúng hơn là một trong những cái tên gọi như vậy. Về cơ bản các thành phần khác thì nó sẽ ngắt. Và cái phần điện năng nó sử dụng cho phần RAM như em nữa, là như gọi bộ như không máy hơi ấy. Thì là khi mà em tắt điện là mất hết dữ liệu trong đấy. Thì cái tính năng sleep nó tương tự là như vậy, nó sau khi mà em bật chế độ sleep và em quay trở lại cái, nó sẽ quay trở lại cái phim làm việc mà trước khi em tắt từ chế độ sleep. Và nó rất phù hợp cho với những người mà làm việc cần đánh nhanh cái tiến độ công việc đang dở tay. Và nó cũng là giúp tiết kiệm điện. Về cơ bản đây là một cái tính năng tốt nếu chúng ta cung cấp đủ cái nguồn điện cho cái hệ thống. Tức là đừng có mất điện hay gì là được nhé. Còn nếu bạn nào mà bảo là rõ ràng máy vào sleep rồi sau lúc em khởi động lại thì nó lại khởi động lại từ đầu, thì do máy bạn mất điện thôi chứ không phải là do cái chế độ đấy. Với câu số 6 của bạn Minh Quân, bao lâu thì mình nên thay keo tản nhiệt ạ? Câu này thì cũng rất là hay. Thực ra là mỗi loại keo tản nhiệt có những cái thông số khác nhau, độ nhớt của keo nó khác nhau. Và cái dấu hiệu cho lúc mà mình cần thay keo cho CPU, GPU hoặc là mấy cái mạch VRM ấy, rồi mà bát các thứ ấy, thì là lúc đấy là ví dụ trong đơn giản là chúng ta thấy được cái sự mà giảm khung hình khi mà chúng ta ghi game, hoặc là nhiệt độ khi mà chúng ta đồ bằng các cái phần mềm giám sát trong Windows mà chúng ta thấy sự gia tăng của nhiệt độ, thì mặc dù mọi thứ vẫn đang hoạt động bình thường nhưng mà nhiệt độ đột ngột tăng lên khoảng 3, 5, 6 độ hoặc tăng dần theo thời gian, thì lúc đấy chúng ta cần kiểm tra lại bằng một là gì, tản nhiệt và keo tản nhiệt. Nhưng mà thường thì theo kinh nghiệm của anh, nếu những người mà dùng các cái loại keo tản thông thường ấy mà chạy nặng tầm 3-6 tháng là nên tháo ra vệ sinh thay keo tản nhiệt. Và nếu không muốn lâu lâu mà không muốn thay một lúc ấy, thì chúng ta nên sử dụng các cái loại keo tản nhiệt xịn có trên thị trường như GT-1 hay là MX4, MX5 hoặc là tương đương, hoặc nếu mà có điều kiện thì keo gấu hơn. Thì thường là với các game thủ theo như kinh nghiệm anh thấy thì một ngày mà chạy khoảng 3-5 tiếng hoặc 8 tiếng thì các bạn một năm các bạn thay là bình thường, không sao ạ. Chứ mới làm sao vệ sinh sạch sẽ, đừng có bụi là được. Về mặt cơ bản như khuyến cáo, nếu mà anh em nào mà là một người cẩn thận thì khoảng từ 6 tháng đến 1 năm anh em mà mang đến những cái trung tâm bảo hành, những nơi mà anh em mua thì ở nơi đấy họ sẽ hỗ trợ cho anh em cái vấn đề là thay keo tản nhiệt. Thì lúc đấy chúng ta sẽ an tâm hơn. Tóm lại là cứ làm trước đi chứ đừng để những cái chân với nhảy đến lúc máy nóng quá không chịu được mới mang đi thay, thì lúc đấy còn phát sinh một vài vấn đề nữa cơ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi của bạn Thành Nam khá là giống tên của mình. Em đang sử dụng bàn phím cơ có cổng USB Type-C nhưng em thấy dây đơn điệu quá và em muốn thay một sợi dây khác trông thẩm mỹ cao hơn. Anh có thể cho em biết cái địa chỉ thay và nên mua dây nào không? Thực ra cái này câu hỏi hay đấy. Tại vì rất nhiều bạn mà đang muốn tùy biến được một cái hệ thống PC của mình, trong đó bàn phím mà các bạn biết là gọi là ma túy nhựa ấy. Thì cái việc mà dùng một các cái loại dây hoặc là ngốt lại cái bàn phím ấy, thì là rất là quan trọng. Thì cái câu hỏi của bạn Thành Nam là câu hỏi là mình gặp rất nhiều lần, và bản thân mình cũng là người mà muốn thay đổi được cái dây đi kèm của bàn phím mà cơ mình đang sử dụng. Vì bình thường như các loại bàn phím cơ thông dụng ấy thì nó chỉ là cho một cái dây Type-C gọi bằng nhựa tổng hợp các thứ ấy. Thì đây là một cái dây mà mình order trên trang capmod.com. Đây là một cái site mà chuyên cung cấp các loại dây mod dành cho nguồn, dành cho bàn phím, dành cho các hệ thống PC liên quan đến nối dài dây. Và chất lượng của một cái dây ở capmod này đấy, rất là cao. Thì khi mà mình order trên site này đấy, thì người ta vận chuyển hàng cho mình trong khoảng 10 ngày.
Và như vậy đến khi lúc này mình chỉ việc bấm nút thanh toán rồi có thể thanh toán bằng BA, thanh toán bằng tài khoản thẻ tín dụng và rất nhiều các hình thức thanh toán khác. Và gửi địa chỉ thì sau đó họ sẽ gửi về cho bạn thông qua một cái đơn vị chuyển phát. Và khi mình nhận trên tay mình cũng rất là hài lòng. Thì đây là một cái site mà rất nhiều bạn ở Việt Nam cũng đã đặt. Có thể nói là đây là một site uy tín về cái việc cung cấp các loại dây này. Thì bạn có thể tham khảo cái địa chỉ như mình vừa nói. Vậy là chúng ta đã xong được ngày số hôm nay có tận 7 câu hỏi dành cho trình hỏi đáp trong cũng khá dài rồi. Vậy thì anh em có bất kỳ một câu hỏi nào thì đừng quên để lại ở ngay dưới bình luận video. Chúng mình sẽ mang lên những câu hỏi đáp tiếp theo. Hẹn gặp lại anh em vào tuần sau nhé.